Dạ, Nga xin kính chào tất cả quý vị. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chọn kênh YouTube Nga Võ để theo dõi những tin tức thời sự, cũng như những tin tức về nhà cửa, việc làm và những lợi ích tại Mỹ. Hôm nay là ngày 26 5/4/2022. Nga kính xin gửi đến quý vị cái thông tin mà quý vị có hỏi để lại. Điều thứ nhất là từ Việt Nam hoặc là nước nào khác vào Mỹ trong cái thời gian hiện tại, thì những cái yêu cầu mà phía bên Mỹ đưa ra quý vị cần lưu ý. Và một điều nữa, từ Mỹ về Việt Nam thì quý vị cần những cái thủ tục như thế nào? Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Và những cái thông tin này là Nga chia sẻ chính thức trên cái trang của CDC, tuy nhiên là của chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời là trên cái trang của Tòa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Và đây là cái thông tin cập nhật mới nhất trên cái trang của chính phủ. Quý vị cần lưu ý để mà quý vị nếu như mà quý vị đi du lịch từ những nước khác vào Mỹ hoặc là từ Mỹ về Việt Nam thì quý vị lưu ý để mà quý vị khỏi bị lỡ chuyến bay của mình. Và cái phần này là rất là quan trọng nếu như mà quý vị đến Hoa Kỳ áp dụng cho một là những người không phải là công dân Hoa Kỳ. Và nếu như mà công dân Hoa Kỳ thì cần phải làm những điều gì? Phần đầu tiên, tại thời điểm này, tất cả các hành khách đi máy bay từ 2 tuổi trở lên, bất kể là quốc tịch hoặc là cái tình trạng tiêm chủng, phải có kết quả âm tính khi mà xét nghiệm COVID-19 hoặc là quý vị từng bị và đã được phục hồi từ COVID-19 thì quý vị cần có những cái bằng chứng tài liệu chỉ ra là đã phục hồi trước khi mà quý vị lên máy bay để đến Hoa Kỳ. Vào ngày 4/4/2022, CDC đã ban hành cái lệnh sửa đổi để mà điều chỉnh các cái yêu cầu về sức khỏe công cộng sau khi mà những người đến Hoa Kỳ, đối với những người không phải là công dân Hoa Kỳ, ví dụ như là quý vị đi du lịch và không phải là nhập cư. Cái lệnh sửa đổi cũng làm rõ ra rằng cha mẹ hoặc là người giám hộ không cần phải là hoàn thành cái chứng thực thay mặt cho trẻ em dưới 2 tuổi. Dạ, trước đây là yêu cầu, bây giờ là không. Sửa đổi này có hiệu lực ngày 14/4/2022. Và cái tuyên bố và lệnh sửa đổi của CDC không áp dụng cho công dân Hoa Kỳ. Quý vị lưu ý cái điều đó. Dạ. Và cái yêu cầu cần thiết là gì? Một là khẩu trang. Bắt buộc phải đeo khẩu trang che miệng và mũi ở các cái khu vực giao thông công cộng. Trước khi lên chuyến bay đến Hoa Kỳ, quý vị cần xuất trình những cái giấy tờ nào? Một là xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện không quá một ngày trước khi mà quý vị đi du lịch. Trẻ em dưới 2 tuổi không cần xét nghiệm. Ngoài ra còn có một cái tùy chọn cho những người đã ghi lại cái quá trình mà nếu như mà quý vị bị COVID-19 và phục hồi lại và tất nhiên là trong vòng là 90 ngày qua. Điều thứ nhì, tiêm chủng. Nếu như quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ, tất nhiên là quý vị đi du lịch và không có di trú. Nếu như mà quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ, những người không có định cư, thì quý vị cần xuất trình cái bằng chứng về cái việc đã tiêm phòng đầy đủ COVID-19 trước khi mà quý vị đi du lịch bằng đường hàng không hoặc đến Hoa Kỳ từ một cái quốc gia nước ngoài nào. Ví dụ như là quý vị từ Việt Nam, quý vị đi du lịch vào trong qua nước Mỹ thì quý vị cần phải là đưa ra cái bằng chứng đầy đủ khi mà quý vị có là chích thuốc. Dạ, và trong cái phần đó đó là cái phần tiêm chủng đó quý vị, đầy đủ là gì? Tất nhiên là quý vị trong cái quá trình người ta yêu cầu 2 mũi thì quý vị là đưa ra cái bằng chứng là quý vị đã là có tiêm phòng 2 mũi rồi. Đó là người ta yêu cầu gọi là tiêm chủng đầy đủ. Điều thứ ba, cung cấp thông tin liên hệ. Tất cả các hành khách đi máy bay đến Hoa Kỳ cũng được yêu cầu cung cấp
thông tin liên lạc cho các hãng hàng không trước khi mà lên chuyến bay đến Hoa Kỳ. Và phần kế tiếp là áp dụng cho những ai từ bên ngoài vào Mỹ hoặc là đi đến nước nào đó rồi trở lại Mỹ. Quý vị lưu ý, sau khi đến Hoa Kỳ, kiểm tra tình trạng nhiễm COVID hay không là bằng cách là xét nghiệm COVID-19 3-5 ngày sau khi mà quý vị đến. Tại địa điểm thử nghiệm COVID-19 của Hoa Kỳ gần cái nơi quý vị ở, tự theo dõi các cái triệu chứng COVID-19, cách ly và đi xét nghiệm nếu như mà quý vị phát hiện các cái triệu chứng, thực hiện theo tất cả các cái khuyến nghị hoặc cái yêu cầu của tiểu bang, địa phương và lãnh thổ mà khi quý vị đến. Nếu như mà quý vị không có cập nhật vaccine COVID-19 của mình thì hãy ở nhà và tự cách ly trong vòng 5 ngày khi mà quý vị đến Hoa Kỳ. Nếu như mà cái kết quả xét nghiệm của quý vị là dương tính hoặc là quý vị xuất hiện các cái triệu chứng COVID-19 thì hãy cách ly bản thân để mà bảo vệ người khác khỏi bị là nhiễm bệnh. Học những gì nên làm và không cho an toàn khi mà quý vị ở bên người khác. Phần kế tiếp, nếu như mà quý vị vừa phục hồi từ COVID-19, nếu như mà đã nhiễm COVID-19 trong vòng 90 ngày qua và đã bình phục, thì quý vị không cần phải là xét nghiệm trừ khi có các cái triệu chứng mới. Quý vị cũng không cần phải là tự cách ly sau khi mà đến. Nếu như mà quý vị xuất hiện các cái triệu chứng COVID-19 sau khi đến nước Mỹ, thì hãy cách ly và ngay lập tức là đi xét nghiệm. Tiếp tục cách ly cho đến khi mà biết kết quả. Đeo khẩu trang vừa vặn xung quanh khi mà quý vị ở xung quanh người khác. Và đó là cái thông tin mà những quý vị nào đi du lịch tới nước Mỹ hoặc là quý vị từ bên ngoài quý vị trở về Mỹ có những cái triệu chứng gì thì quý vị là cần theo những cái thông tin mà CDC đưa ra. Cái phần thứ nhì, đó là quý vị từ Mỹ về Việt Nam, quý vị lưu ý những cái điều sau đây. Công dân Hoa Kỳ hiện có được là phép nhập cảnh vào Việt Nam hay không? Câu trả lời là có. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, chính phủ Việt Nam mở lại bình thường toàn bộ chính sách cấp thị thực như trước đại dịch. Tất cả các cái hạn chế về cái thị thực trước đó đều đã được gỡ bỏ. Mọi thắc mắc về cái thị thực Việt Nam xin tạm trú, các cái vấn đề về thủ tục hải quan và nhập cảnh thì xin vui lòng liên hệ cơ quan xuất nhập cảnh có thẩm quyền của Việt Nam. Các cái vấn đề này thuộc cái thẩm quyền của chính phủ Việt Nam. Đây là cái thông tin chính thức trên cái trang của Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Các cái vấn đề này có thể thuộc cái thẩm quyền của chính phủ Việt Nam. Nếu như mà quý vị ở Hoa Kỳ, quý vị có thể là liên hệ với cái đại sứ quán hoặc là lãnh sự quán Việt Nam để mà được hướng dẫn. Là trước đó Nga có chia sẻ cái video mà về lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nếu như mà quý vị ở Việt Nam thì vui lòng liên hệ phòng quản lý xuất nhập cảnh gần nhất nơi quý vị ở. Phần kế tiếp, có cần là chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính khi mà nhập cảnh Việt Nam hay không? Câu trả lời là có. Đối với người nhập cảnh, Bộ Y tế Việt Nam yêu cầu phải có cái kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Trước khi mà xuất cảnh trong vòng 72 giờ, nếu như mà sử dụng cái phương pháp gọi là RT-PCR đó, hoặc là trong vòng 24 giờ, nếu như mà sử dụng cái phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm là cấp cái chứng nhận. Là hôm trước Nga có chia sẻ trong cái video và Nga cũng có chia sẻ những cái đường dẫn. Nếu như mà quý vị về Việt Nam cũng có những cái nơi, ví dụ như ở Sài Gòn này, ở Đà Nẵng, ở Hà Nội, thì những cái nơi mà người ta có xét nghiệm nếu như mà quý vị
yêu cầu xét nghiệm, hoặc là khi mà quý vị từ Việt Nam quý vị quay trở về đó thì cũng có những cái địa chỉ mà quý vị cần phải là xét nghiệm theo cái yêu cầu. Trong cái thời gian là 10 ngày kể từ ngày là nhập cảnh, người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe, không yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh không có triệu chứng COVID-19. Các cái quy định này được áp dụng cho người nhập cảnh theo đường bộ, đường hàng không, đường thủy, đường sắt và người nhập cảnh dương tính COVID-19 sẽ phải theo đúng các cái quy định của Bộ Y tế. Trong đó có yêu cầu cách ly. Mọi thắc mắc về các cái chính sách xét nghiệm COVID-19, xin vui lòng liên hệ Đại sứ quán hoặc là Lãnh sự quán Việt Nam hoặc là hãng hàng không của quý vị. Đó là cái thông tin mà nếu như quý vị từ Mỹ quý vị về Việt Nam. Phần kế tiếp là hiện có các cái thủ tục kiểm tra y tế tại sân bay và các cái cửa khẩu khác hay không? Câu trả lời là có. Cho nên những cái điều này nếu như mà quý vị từ Mỹ về Việt Nam quý vị cần phải lưu ý. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga cũng kính mời quý vị đừng quên nhấn nút theo dõi để mà quý vị có thể theo dõi những cái video tiếp theo của Nga. Đồng thời nếu như mà quý vị thấy cái video hữu ích, Nga cũng kính mời quý vị nhấn nút share để cho những người cần có cái thông tin, có thêm cái thông tin để tham khảo. Nga xin chân thành tri ân quý vị rất là nhiều. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.